thuốc nắng giả thật, lời thật thì mất lòng. Đó, được quý vị thấy không? Trong cái trận vừa rồi á, tôi nói riêng cái trận mà tôi với anh Dũng sản xuất oxy, quý vị thấy không? Cứu biết bao nhiêu người. Thế mà cái con đậu má Thị Diệp đó, nó lên nó xuyên tạc, nó chửi đũa, thì nó đã dính vô cái tội hình sự rồi. Và hôm nay á, khi nó nhận được cái công văn đó, nó xóa sạch tất cả nhưng muộn rồi. Nó lên nó đánh phá cái nhà máy oxy của chúng tôi, trong khi đó chúng tôi cứu biết bao nhiêu người. Một ngày một đêm chúng tôi sản xuất ra bao nhiêu oxy mà đem đi xài hết, thì quý vị biết rằng chúng tôi đã cứu biết bao nhiêu mạng người trong cái mùa đại dịch vừa rồi. Tôi thật sự rất thanh thản trong lòng. Nhưng có những con người nhẫn tâm đến nỗi mà chống phá, đánh phá vô những cái thiện nguyện của chúng tôi, thì tôi đã hứa với quý vị rằng là tôi sẽ là cái người đi tới pháp lý.